đau 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 đau. Ôi anh em tôi dừng chờ các bác. Chào các bác nha. Chào bác nha. Trước khi bắt đầu video này thì anh em cũng có một cái thông báo nhỏ nhỏ, đấy là nếu mà các bác đang xem video này của anh em rồi thì các bác xin dành ra 30 giây hãy sang đăng ký kênh ủng hộ cho Quý với các bác nhé. Hôm nay thì Quý bắt đầu làm kênh nên là anh em cũng mong là các bác sẽ sang ủng hộ đăng ký để giúp kênh Quý ngày càng phát triển hơn, giúp Quý với. Anh em cảm ơn các bác rất nhiều. Sau mấy ngày ở trên rừng thì hôm nay anh em về tới nhà rồi các bác ạ. Về tới nhà thì anh em tranh thủ lên trên rừng ngay đi lấy một ít lá chuối về cho cá ăn. Vì là sắp tới thì mấy ngày Tết anh em sẽ rất là bận, không đi lấy được. Kinh nghiệm lấy lá chuối, mà muốn cái cây chuối nó được lâu thì chặt phía trên thân cây của nó các bạn, chặt khoảng tầm khoảng 2/3 từ dưới gốc lên. Đấy, ví dụ như cây này này, trước đây là từng có người lấy rồi này. Đấy thì sẽ chém ngang cây. Nếu mà chúng ta mà tỉa từng lá một đấy, là chỉ còn một lá nó sẽ rất là còi, cái cây chuối nó sẽ rất là còi vì nó bị thiếu lá. Nhưng mà nếu mà chém ngang cây ấy, thì một loạt những cái lá mới nó sẽ mọc lên rất là nhanh thôi. Khoảng tầm nửa tháng như vậy thì nó sẽ mọc lên một cái lứa lá mới. Đấy, cây nó sẽ vẫn rất là khỏe. Không phải là cứ chặt từng lá là sẽ là giữ được cho cây chuối được lâu đâu các bác. Chém ngang cây thì một cái đời cây chuối như vậy thì nếu mà chém ngang cây thì sẽ lấy được tầm 4 lần lá. 4 lần, sau đấy thì cái cây chuối nó sẽ trổ bông. Cây chuối nó trổ bông, nó ra buồng rồi nó mới chết. Đấy các bác thấy không? Ở đây anh em vừa mới chặt tức thì này. Nó đã trồi lên được khoảng tầm 1 ly rồi. Đấy. Khoảng tầm 1 tiếng sau thôi nó trồi lên ít nhất phải tầm 5-6 phân. Nhanh lắm. Nhưng khoảng 1 tuần sau là lại có lá rồi. Chuyến này anh em đi lấy về để cho cá nó ăn Tết. Không có là mấy ngày tới thì không có thời gian để lên. Nên là vừa lấy lá rồi cũng vừa lấy cây luôn. Cây về thì thái mỏng là ném xuống nó vẫn ăn như lá thôi. Thanh niên mệt. Lần đầu tiên được đi rừng. May là mới rừng gần gần nhà nhá. Sao mà lớn lên mà tập cho đi rừng xa không thở há mồm. Đen. Chặt nhanh tuốt lâu nhỉ. Mỗi ngày một bao, ba ngày ba bao ba ngày, cộng với bốn cái cây hai ngày, chắc là được mấy ngày Tết. Anh em đang trèo cái lồng cá ra vị trí khác các bác ạ. Cứ mấy ngày thì lại đổi vị trí một lần, nước nó sạch. Cái chỗ mà cái lồng nó ở 3-4 hôm rồi thì phân nó nhiều, nó dồn. Bắt đầu đợt này trời nắng ấm nên cá nó ăn mạnh, nhiều phân. Lấy cái hòn đá bên này này. Ném làm sao ra đến nơi. Buộc vào đây rồi thả ra đốt thôi. Lấy mình cái dây đi. Chắc phải lấy bè nhỉ.
Cái này là anh em buộc thêm đá, buộc thêm đá để treo cho cái bì nó chạm xuống đến đáy nó đỡ chạy cái bè. Nói chung là làm tạm thời, muốn giữ cho cái bè nó ở ngoài sâu như này các bác. Nó vào trong thì nước nông quá, nông thì cái lưới nó nổi lên. Anh muốn ướt áo. Muốn ướt áo. Túm ở giữa thang không túm. Anh em vừa mới đi rừng về thì nhận được món quà của em Sang Vlog gửi tặng mấy anh em các bác ạ. Rất là bất ngờ. Hôm nọ vừa mới xem Sang đi bắt bắt cá với đội anh Huân. Bắt cá ở trên trên sông á. Ôi. Wow, mọi người xem cá ta tự đây này. Bỏ lên Huân. Con này người ta kêu là đây đây. Cái đỏ ha. To quá. 6kg con này. Quá wow, trời, con cá tai tượng. Mọi người xem, à, từ. Đây. Cho mọi người xem cái dép này. Cái dép này là số 40, 42 gì đó. Không vào một cái gốc của nó luôn. Trước tiên là cảm ơn Sang rất nhiều em nhé. Nếu mà có dịp nào đấy thì anh mời Sang với là... các em nhỏ trong đội ra ngoài này chơi với anh em tự dưng. Cái này có gì anh Nam? Món quà rất là đặc biệt vào dịp Tết. Anh em cảm ơn em rất nhiều. À, cái này như có phải quả ươi không? Ươi nhiều lắm, khiếp. Sang cũng gửi gì lắm đấy em. Trời ơi, cả thùng luôn. Mắc ca. Loại này có rượu mắc ca này. Đấy, đúng món này, hôm sau thao hồ ngâm rượu này. À đúng rồi, à ăn đúng rồi, ăn chơi. Ăn trong à? Anh Nam. Giòn nhỉ? Ngon nhỉ? Béo ngậy lắm. Mắc ca, ui mứt. Nhiều ươi lắm, nhưng mà ươi này để làm gì nhỉ? Cái này ta ngâm vào nước cho nó nở ra, xong rồi ta khuấy đều, bỏ thêm chút đường nữa, uống để cho mát. À, thế là nước uống đó. Cái bay nước uống. Nhiều lắm, mứt. Mứt quả gì đây? Này là thứ lắm. Bánh hay sao chứ? Mứt đây chứ, mứt. Mứt giống như mứt hạt gì ấy? Hạt sen. Mứt sen. Này là mứt bí. Và một túi mứt dừa này. Dừa. Có cả hạt điều. À, hạt điều này. Em thấy cái gì nó ở dưới này. Ui, nhiều lắm Sang ạ. Em thấy cái gì này. Không người nhiều quá. Khiếp. Em thấy cái gì đây này. Đang còn một thùng nữa cơ, Sang nó bảo là gửi cả cá cơ. Loại quả gì á? Cá hôm trước đi rừng bắt với đội anh Huân á, nó có cả cá. Gì đây? Cá mứt rừng không? Không phải, nó còn hai mũ hai lọ cái gì ạ? Tương. Ớt ớt hay sao? Bóc luôn. Ớt. Tiếp chuẩn bị kỹ thật, nhiều thứ thật. Sang thì chắc là các bác không còn lạ gì nữa rồi. Sang thì quá nổi tiếng rồi. Quá nổi tiếng ở trên mạng. Em làm YouTube kênh của Sang thì có hơn 3 triệu người đăng ký. Kiệu chua, kiệu ngâm chua, kiệu cà rốt, ớt. Cà rốt với cái gì ấy? Ớt đúng không? Có phải mang ớt không? Không, cà rốt, có cả cà rốt này. Với lại mang ớt. Cái này là gì? Đây là gì đây? Gọi là tương ớt đi. Anh Nam, món gì đây? Này giống như kiểu... dừa nước, kiểu dừa nước ở trong miền Tây á. Mứt dừa nước này. Đúng không? Chắc là thế. Anh em là... ở miền núi nên là nhìn thấy mấy cái đồ này thì cũng không biết. Sang gửi cho một đống mực này. Một đống mực. Bao nhiêu là mực khô. Mực khô. Nhiều thật. À, mà em mượn cái thùng kia. Còn một thùng nữa. Thùng này là chắc là cá, bởi vì là hôm Sang bảo là để em đi bắt cá về em sấy. Cà rốt. Cá sấy. Cá sấy mà. Ủa, cá to lắm. Hôm trước Sang bảo là lúc nào rảnh anh em mình vào đấy đi câu, cá to lắm. Ủa, cá to thế nhỉ? Cá này. Ui, bị mốc mất rồi, tiếc nhá. Mốc rồi. Ôi, bao nhiêu cá công sức của Sang. Nhưng mà cơ bản là đợt này Tết đấy các bác.
anh em cũng bán hàng em cũng hiểu mà, bởi vì là Tết nên các đơn vị vận chuyển họ chuyển lâu lắm. Xa nó gửi cách đây tầm 5-6 hôm rồi, hôm nay anh em nhận được thì tiếc là cá mốc mất rồi. Buồn quá. Bao nhiêu tâm huyết của Sang này. Bắt cá này không phải là cá ấy đâu, cá này sao gọi là cá gì nhỉ? Hôm cá đây, lát em mở video Sang em nó. À con này này, con này mới là cá ông nội này. Wow, mọi người xem cá đã tưởng đây này. Bỏ lên thôi. Đấy nó có cái râu kìa anh ạ, nó cái lông này, cái râu dài này. Râu dài này. Giống như con cá chim đấy. Đấy kiểu thế. Hôm sang anh em sang câu được con 5-6 cân mà cá này. Cái này to vậy. Con này con bé đây. Con này là con bé thôi. Câu được bao nhiêu? Cho anh em gửi ra cho anh em mà đấy, tiếc thật. Cơ bản là đơn vị vận chuyển họ chuyển lâu quá thế là. Như cá này lúc mình lấy về mình sấy ít dàng 1-2 ngày mới khô thế này. Với lại là nếu mà có điều kiện á, ví dụ như nhà ai mà người ta làm hàng này để bán người ta hút chân không á, còn như anh em như Sang thì gọi là làm để ăn thôi. Nó cũng hơi khó mà cái đồ khô đấy. Đồ hải sản phải quan kỹ hơn. Tiếc nhỉ. Không ấy thì anh em ta lại say lún. Tiếc thật. Cái này giờ chắc phải mình rửa đi rồi ấy lại thôi. Cứ thử rửa đi, nên thử rửa đi xem. Là ăn được. Cứ thử rửa đi rồi ta sấy lại, ta phơi lại, dán lại cũng được nhỉ. Ơ cứng thế cơ. Cứng như anh. Đập à? Ở ngoài cứng nhỉ. Anh tưởng là tay nhẹ là nó ra chứ. Cũng chưa được ăn quả này bao giờ rồi đấy. Okay. Nghe nói nghe tên rồi nhưng mà chưa được ăn. Ở quê mình như không có rồi. Nó giòn đấy nhỉ? Nữ hoàng của các loại quả. Kiểu nó hình thức là nó cũng là ngũ cốc kiểu thế. Ngũ cốc giống kiểu hạt óc chó hay là rẻ cười gì đấy nhỉ? Kiểu hình thức. Ngon không? Ngon lắm. Ngậy hơn lạc. Nó giòn mà nó ngậy. Ngon nhỉ? Ngon thật. Ngon lắm các bạn ạ. Cái này maca. Ngon nhỉ? Bỏ vào mồm ngậm lan nó tan. Ngon thật. Anh em ăn đi, em đập cho. Bách được mà. Có hạt thôi. Hạt nào nứt thì tránh được. Hạt nào thì tức nứt. Trong chỗ quê Sang thấy hay đi quay, mấy anh em hay đi quay là có hạt điều với maca nhiều điều ở trong đấy. Trong đấy nhiều lắm. Đấy hạt điều đấy nhỉ. Hạt điều khô. Ủa trong chỗ Trang nhiều đặc sản này mà Sang không ấy nhỉ, không kiểu không làm kinh doanh nhỉ, không bán hàng. Nếu mà các bác mà cần sử dụng những sản phẩm này thì chỗ Sang thì các bác thử liên hệ xem, không biết là Sang có bán hàng không. Nhưng mặt hàng như này là quá chất lượng. Bởi vì xem trên video của Sang thì thấy ở trong đấy người dân trồng nhiều lắm. Điều mắc ca. Được ăn những sản phẩm như này thì rõ nguồn gốc, sạch sẽ, tin tưởng. Cà rốt. Em bóc thứ này. Em bóc thứ này nhá. Mất gì đấy? Mất gì? Tò mò từ lúc giờ. Hình như đây với đây là một. Không phải. Không phải. Mất này mất gì nhỉ? Ngon. Mềm, chất mềm luôn. Thử nào. Đường á, bên ngoài là đường phủ. Bên ngoài là đường. Nhưng mà giống như một loại củ á. Bên ngoài thì nó cứng các bạn, bên ngoài kiểu đường nó phủ nó cứng. Bên trong lại bở. Bên trong nó bở dẻo dẻo á, nó dẻo. Kiểu nó dẻo dẻo á. Thơm mùi của gì nhỉ? Có phải cùi quả dừa nước không nhỉ? Hay lắm. Thế là lạ. Lạ lắm. Nhưng mà ngon. Đúng là một ngon thơm. Một loài củ. Ngon nhỉ? Hay mứt khoai tây nhỉ? Có ai làm mứt khoai tây chứ? Khoai tây nó phải vàng chứ. Thôi bây giờ mực với cái ta nướng hay chiến đấu thôi. Thôi. Nhóm bếp ra. Mực này bốn anh em mình hết hai con có mà nhai mỏi răng thôi. Hai con thôi anh ạ. Làm sao mà ăn hết được, mực to lắm. Nuốt nước miếng này. Bia. Mực to thật. Mực uống bia anh.
anh ăn không thì ăn thôi. Ăn không thì hơi khó, nó hơi nhạt, nhạt mồm nhạt miệng lắm. Những người ta nướng mực bằng cồn là chẳng qua là người ta không có bếp củi, người ta nướng người ta phải nướng bằng cồn đấy nhỉ. Nhiều than nhiều củi. Ồ. Ồ, phí thế, đập bay hết. Cái này có ăn không nhỉ? Cái đấy là cái lấy cũng nó mà cái xương của nó mà. Chưa. Cái vảy này mà ăn cũng không ngon mặn à. Dạ. Ồ. Uống bia không một đòi. Uống hết một lon bia thì cho ăn. Vớ va vớ vẩn. Tơi hẳn à. Đây, tơi. Thì để hai loại nhá. Tơi như bông. Để hai loại này. Ừ. Nó đang lấm lét muốn vào. Bò dần vào. Hôm nay là ăn hết các thứ đặc sản mà Sang gửi ra. Thấy có nhiều cái anh cũng chưa biết, là anh em cũng chưa biết là cái gì. Phải thử cho nó thế nào chứ. Cái này thì là củ kiệu này. Củ kiệu ngâm, cái này thì chưa biết luôn. Cái này anh thấy có cà rốt với lại cái gì đấy. Đấy. Cà rốt với nhiều củ cải à? À, theo hình thức thì kiểu là dưa đó, được, uống bia mà đấy. Thế là bây giờ uống bia luôn là hợp lý, là hợp lý đấy. Theo hình thức là muối dưa đấy nhỉ, muối dưa, dưa kiệu đấy, kiểu đúng như là kiểu dưa hành đấy. Dưa thập cẩm. Ôi, rất đấy. Đúng đồ uống bia hợp lý này. Anh em mời tất cả các bác nhá. Mời tất cả các bác nhá. Anh em mời Sang nhá. Anh em tem của Sang nhá. Mời Sang nhá. Nhân dịp này thì anh em cũng có lời mời tới Sang cộng với mấy em nhỏ trong đội nữa. Khi nào mà các em có thời gian dành thì ra Thanh Hóa em nhá. Ra Thanh Hóa lên trên này với đội anh. Đảm bảo là đồ gì không có nhiều nhưng mà các cái đồ tự nhiên cá mú gà rồi đặc sản miền núi thì anh em có sẵn, có đầy đủ. Cá ra là ưu tiên cho hẳn một cái tầng 2 trên này mấy anh em tha hồ. Đấy, ở thì lúc nào cũng được. Đấy thì lúc nào rảnh thì các em ra chơi với đội anh nhá. Nhưng mà bếp dùng chung nhá Sang nhá. Bếp dùng chung. Ngon đấy nhỉ? Giòn, ngon và giòn à. Em thử miếng hành xem. Cái này là củ cải này, còn mấy màu đỏ kia là cà rốt hả? Cà rốt. Có đúng củ cải không nhỉ? Nhưng mà đúng là khẩu vị ở trong miền Nam thì có cảm giác là sẽ hơi ngọt hơn ngoài Bắc đúng không? Nó sẽ ngọt hơn. Ngọt và cay. Ngọt cay hơn. Giòn nó dài các bạn, kiểu nó cứ sần sật á. Miếng cà rốt á. Giòn. Hình như là cà rốt này, à không phải, củ cải chứ. Củ cải kiểu là để tái tái khô đi rồi hay sao, nó kiểu nó sật sật. Nhìn thớ kiểu giống như thớ su hào đúng không? Ừ, hay là su hào nhỉ? Su hào. Su hào chứ không phải củ cải đúng không? Đúng cái này phải đợi Sang trả lời. Cái này củ kiệu. Ngon lắm, kiểu nó ngọt ngọt, nó ngọt. Cảm giác nó khác hẳn ở ngoài này nhỉ. Vào bia lắm. Chiến, ngon nhỉ. Em thích nhất là món này. Món này kiểu nó ngọt ngọt. Ngọt dai. Uống bia hợp. Món này ăn với cơm ngon. Ừ. Ăn cơm nguội cũng ngon nhỉ. Ăn cơm nguội ngon, cơm nóng không ngon nhưng mà cơm nguội rất ngon. Nó có vị dai dai sật sật. Hay phết, hôm sau anh em mình học mà làm. Học mà làm. Ngon đấy. Không phục vụ được ai nhưng cũng phục vụ được anh em mình. Không phục vụ cái mồm mình. Uống bia. Ngon thật. Cay, độ cay vừa phải. Kiểu làm được đem đi rừng ấy. Vâng. Làm lấy lọ đem đi rừng có cái ăn với cơm ấy. Nhỉ. Cái ăn với cơm. Bởi vì là mình lạ miệng á, khác mà. À muối, cả được. Ở ngoài Bắc thì thường là sẽ không ăn ngọt như thế này. Ít ăn ngọt hơn.
nó lạ miệng, ăn ngon. Nhưng mà anh nghĩ là su hào này hình như là phơi ra rồi này. Phơi anh ạ. Kiểu phơi cho nó phơi tái tái đi một nắng á, đúng không? Phơi một nắng. Nên kiểu mới dai như này. Dai dai, ừ, đấy. Mà lại sật sật. Chứ nếu mà củ su hào tươi thì chắc là sẽ không dai như này. Nó có cái độ dai, độ sật sật hơn. Thì em nghĩ là chắc là người làm sẽ phơi ra rồi, không biết có đúng không. Này có tí đường không anh em? Mồi ngon chứ đấu mạnh anh em. Mồi này mà không uống ú rồi. Em chỉ tiếc cho anh Năm thôi. À, tiếc cái gì ông đang bật cái gì là tiếc. Không em phải nói vậy anh mới bật được đấy. Lấy động lực để... bằng nhau nhá. Bằng nhau. Bia đang còn nhiều, ai uống bao giờ uống thì bằng hơn gì. Anh uống mà anh đang thấy thèm thì anh uống tiếp chứ. Đồ thì đang còn nhiều. Cái... thêm nữa đi anh. Đồ thì còn nhiều. À, thế thôi mà chiều đó anh em mình cũng phải chạy đi mua cây quất. Cây quất, cây đào rồi lên nó cũng phải dọn dẹp lại nhà cửa, làm bàn thờ Tết thắp hương. Cũng phải làm bàn Tết chứ. Ngày mai là hai mấy nhỉ? Mai 27 đâu. Mai 27. 28 anh Tứ mới làm thịt lợn đó. Sáng 28 làm thịt lợn, đến chiều 28 mình gói bánh chưng. Nhà anh Tư có một con lợn khoảng tầm 80 cân. Mà chia đôi à? Chia đôi với nhà anh với nhà ấy. Không, tức là mình nhường cho người ta một phần thôi, còn đâu mình hết. Ừ, rồi. Nghĩa là mấy anh em trong nhà tầm khoảng 50-60 cân hơi. Thế là có nghĩa là nhà anh với là anh em mình trên này cái gì? Ừ. Đứa con, rồi. Mà sao nhà anh thì có hai vợ chồng thì ăn hết. Thế thôi. À, thì mà phải đem cho ông ngoại chứ, cũng phải đem cho ông ngoại chứ. Ông ngoại thì chả phải mua, chả phải làm. Chờ thôi. Đến 30 Tết thì gõ nổi. Còn đâu thì đem lên trên này thôi vài cân gói bánh chưng thế thôi. Thế thôi. Đem ít thôi mà đem lấy được khoảng 10-15 cân gói. Thế 10-15 cân thôi anh em mình chả phải mua anh ạ. Anh định là một mình hay là một con. Nhưng mà thấy nó nhiều quá. Một mình một con rồi. 80 cân thịt. Chắc ông ăn đi tháng riêng rồi mới đi làm. Đây đem lên là đây anh em mình nữa thì ăn chả hết mấy. Có nghe là được. Chiều về đi mua đào mua quất lên rồi chắc là ngày mai. Lên dọn dẹp lại lán rồi ngày kia gói bánh chưng. Cái kia về nhà anh Tư thịt lợn rồi gói bánh. Em lên trên này gói. Rửa sơ xong tao cắt cái đầu này đi, đầu cái quả. Rửa sơ thì thôi khỏi phải rửa. Rửa sơ, rửa sạch, sạch không thì thôi. Thôi rửa sơ. Còn nước nóng thì kiểu nó chết cái chất dinh dưỡng nó đi. À đấy. Anh Năm đang ươi các bác ạ, anh em đang pha nước ươi. Nhiều quá rồi anh ạ. Ở ngoài sao có mấy quả thôi á? Thế thôi. Mỗi một lần Năm anh pha cho có 4 quả thôi. Bên kia còn có 3 quả. Nhưng mà em ít nước thôi nhá. Xong nó nở ra. Xong rồi chờ à? Bây giờ chờ à? Rồi. 10-15 phút. Rồi, được rồi. Lấy nước thôi. Ở ngoài mình không có nhỉ, cái quả này. Đó, bây giờ ngồi chờ. Ngồi chờ à? Đó là ngồi chờ. Em tưởng giống pha kiểu giống pha mì ăn liền. À, đây này, nhìn cái quả này, đấy. Vừa nó vào nó tan dần rồi này. Đấy, nó nở dần rồi đấy. Chuẩn bị nở đấy. Đấy. Thế là mình ăn cái cùi đấy nhỉ? Kiểu cái đấy nó mềm mềm. Để ăn cái phần mà như thạch ấy. Cái cùi thế mà nó nở ác nhỉ? Cái vỏ nó. Cái này nở chưa hết. Bỏ tí đường vào nhỉ? Xong bỏ tí đường vào. Có ít tan là... Màu đẹp phết đấy chứ. Nhưng mà có đúng là màu nó hay là màu của cái quả nó đang bị... Không, màu này là màu của quả nó chứ. Ý là vớt cái quả ra có còn màu không nhỉ? Còn mà. Vẫn còn mà. À. Màu nó ra nước. Tan ra nước mà. Tan theo nước chứ không phải là... Em lại nghĩ như kiểu là cái màu nó phản ánh phản với phản chiếu với cái bát. Đây các bác, đây là cái bát của em này. Lúc quay ngồi chờ nó nở này. Khoảng tầm 10 phút nước ấm thì nó nở được như này. Đấy, 4 quả bé tí nó nở ra được như này. Giờ vớt hết các cái vỏ đi, vỏ với lại hạt. Ở đây bỏ thêm tí đường nữa. Đấy, ngày nằm anh truyền đạt lại là anh em cứ thế làm thôi. Cũng không biết là có đúng không. Nên là nếu mà các bác mà đã từng sử dụng loại sản phẩm này rồi mà thấy anh em làm mà chưa đúng chỗ nào thì các bác comment góp ý giúp anh em nhá. Đang còn một bịch to lắm mà chưa được pha cái này có đúng không. Một lần có 4 quả thôi mà nhiều lắm. Đấy. Ừ, nhiều thế cơ. Tiểu đường đấy, anh Năm bỏ nhiều đường tiểu đường đấy.
Nó tiểu đúng chỗ đâu mà chẳng tiểu đường. Còn đứng ngoài đường tiểu. Ôi, em bỏ rồi. Anh chưa được bỏ. Mình làm bỏ đâu. Ôi, của em chưa tách vỏ cơ mà. Thôi tách sống được. Là thôi tít, em tự tách bằng mồm thôi. Tò mò phết. Lần đầu tiên. Bé đến giờ là chưa được đụng vào cái món này bao giờ. Chắc nghe nó mát. Và nước ấm lại mát. Nước ấm lại mát. Nhưng mà cảm giác nghe cái mùi nó kiểu nó thơm thơm mát mát đấy hả? Mát mát. Thế chứ lại em thế thì vô được. Lý bảo là nước ấm pha thì pha rõ ràng là pha nước nóng nước ấm mà lại luôn. Uống lại mát vô lý thật. Thật đấy nhá. Chú thử. Anh thử rồi, chú thử mới cảm giác được chứ còn đường. Đấy là cảm giác của anh. À, rồi rồi. Chứ là lúc đầu thì các chú thấy là anh bỏ là nước ấm đúng không? Anh Năm làm anh em tò mò quá. Lươn Văn Năm. Anh chân. Đấy. Tao man mát à? Cảm giác nó man mát. Nó cái mà nó tan ra các bác ạ. Kiểu nó như nào nhỉ? Nó mềm mềm, nó nhầy nhầy ở như thạch chứ. Ở cái đúng là như thạch đấy. Như thạch đấy. Nó mềm mềm ấy kiểu đấy. Xong rồi nếu mà không bỏ đường thì chắc là không ngọt đâu đúng không? Bởi vì là bỏ có tí đường thì hơi ngọt thôi. Nó có cái mùi thế nào? Ừ, mùi tóm lại là mùi thì nó cũng không đậm đà, nó không có cái mùi gì gọi là dễ nhận dạng lắm đâu. Nó chỉ thơm nhẹ nhẹ giống kiểu các cái quả khô, mà nói chung là nó thơm thơm nhẹ nhẹ thôi, cũng không biết là rõ ràng là mùi gì. Con này ăn nó như thạch. Vị như thạch kiểu nó mềm mềm. Đấy nó như thạch. Nó mềm mềm. Dai dai, dẻo dẻo. Hay lắm. Còn mát mát là không phải đâu các bác nhá. Rõ ràng là em uống em thấy nó ấm ấm. Nước ấm. Nó ấm ấm chứ không phải mát đâu. Cảm giác thôi. À cảm giác hả? Đây là anh vừa uống một thực tượng nhá. Đây các bác này, em xin phép là được cầm ở trên tay. Nhưng mà để quay được thì các bác xem được nó rõ hơn thì đấy. Nó kiểu nó nở như này các bác này. Nó giống như cái nấm mỡ, gọi là nấm mỡ mà nó hơi giống giống cái nấm mộc nhĩ ở trên cái cây khô ấy. Nó nở ra y hệt những kiểu ấy. Ăn vào là nó kiểu mềm mềm. Nó mềm mềm, nó nhầy nhầy. Nó tan vào nước. Cái lúc mà chúng ta pha nước lên thì những cái sợi này này, nó tan luôn vào nước. Đấy, nó tan luôn vào nước, lúc uống là nó đây kèm cho những cái sợi đấy. Nó ngọt ngọt nhẹ nhẹ, thơm nhẹ thôi. Cũng không có cái mùi gì đặc trưng lắm. Đấy, tác dụng của nó thì như anh Tư, anh Năm nói, bảo là thanh nhiệt giải độc gì đấy. Thì cái này thì các bác có thể là tham khảo thêm ở trên mạng với quả ươi này. Quê em thì cũng không có đâu, cái này là quả ra gửi ra để anh em uống rồi. Cũng uống thì cũng có cảm giác, cảm nhận như nào là anh em miêu tả lại với các bác thôi. Có lẽ là video này thì anh em cũng xin phép các bác là sẽ dừng ở đây. Bây giờ anh em về chạy về dưới nhà đi mua một cái đào, một cái quất lên rồi dọn dẹp lại lán. Đến ngày mai, ngày kia thì anh em bắt đầu là gói bánh rồi ăn Tết ở trên này các bác ạ. Anh em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của anh em sẽ dừng các bác nhá. Một lần nữa thì anh em mong là các bác sẽ luôn luôn đồng hành ủng hộ, như là các bác sẽ đăng ký kênh để ủng hộ anh em các bác nhé. Anh em cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Tạm biệt tất cả các bác. Tạm biệt các bác nha.